Nói về những nam tài tử sát gái nhất K-pop, không thể không nhắc đến Lee Byung-hun. Nam tài tử lắm tài nhiều tật này thường xuyên dính bê bối tình dục chấn động. Anh yêu đương hàng loạt nữ thần trong showbiz, nhưng cuối cùng, người vợ thủy chung son sắt đã khiến anh thay đổi, trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Lee Byung-hun sinh ngày 13 tháng 8 năm 1970 ở Seoul, Hàn Quốc. Anh được đánh giá là một nhân vật vô cùng đặc biệt của làng giải trí vì ngoại hình khác lạ của mình. Dưới dàn nam nghệ sĩ K-pop, gương mặt Lee Byung-hun được nhận xét là độc lạ, không tuân theo tiêu chuẩn của một mỹ nam tại xứ sở kim chi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nam tài tử vẫn có sức quyến rũ rất riêng, sở hữu thần thái điện ảnh cực cuốn hút. Vì không sở hữu ngoại hình đạt chuẩn, Lee Byung-hun mất tới 9 năm mới thành công tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Vào năm 2000, nhờ tác phẩm George Curiosity Area của đạo diễn lương danh Park Chan-wook, sự nghiệp của nam diễn viên chính thức bước sang trang mới. Theo thời gian, Lee Byung-hun dần chinh phục khán giả và các nhà sản xuất lớn bằng lối diễn xuất linh động. Tại Hàn Quốc, Lee Byung-hun là một trong ít nam nghệ sĩ gặt hái được những thành công vang dội trên cả hai mặt trận điện ảnh và truyền hình. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của nam diễn viên gồm Một Cho Tất Cả, Masked Dress, Iris, v.v. Nam tài tử sinh năm 1970 còn lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất đình đám đến từ kinh đô điện ảnh Hollywood, nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ gốc Á gây dựng được tên tuổi tại đây với các siêu phẩm như J.I. Jules, Kẻ Hủy Diệt, Red 2. Được biết, Lee Byung-hun chính là diễn viên hàng đầu tiên được mời dự lễ trao giải Oscar. Dù vướng phải hàng loạt thị phi chấn động trong sự nghiệp, nhưng nam diễn viên vẫn có thể đứng vững trong K-pop vốn vô cùng khắc nghiệt. Có thể nói, chính tài năng và sự cống hiến của Lee Byung-hun đối với nền điện ảnh Hàn Quốc đã làm lay động khán giả, khiến ngay cả những netizen khó tính cũng sẵn sàng tiếp tục ủng hộ nam nghệ sĩ. Lee Byung-hun có sức hút vô cùng ghê gớm với phái nữ. Danh sách những mỹ nhân bước qua cuộc đời nam tài tử khiến công chúng choáng ngợp. Ngoài cô vợ xinh đẹp Lee Min-jung, Lee Byung-hun từng công khai hẹn hò Song Hye-kyo và một người phụ nữ ngoài ngành giải trí tên Kwon Mi-yeon. Bên cạnh đó, nam tài tử sinh năm 1970 còn vướng tin đồn tình ái với hàng loạt mỹ nhân như Kim Tae-hee, Choi Ji-gu, Yoon Eun-hee, Han Hyo-ju, Kim Min-hee, v.v. Trong suốt sự nghiệp, Lee Byung-hun từng dính hàng loạt thị phi như trốn thuế, đánh bạc, hành hung, nhưng ồn ào nhất vẫn là vụ bê bối tình ái của nam tài tử lắm tài nhiều tật này. Lee Byung-hun nổi tiếng là nghệ sĩ sát gái nhất nhì K-pop, nên những lùm xùm liên quan tới ái tình của nam tài tử luôn được khai thác một cách triệt để. Nhiều nguồn tin tiết lộ, mối tình giữa Song Hye-kyo, Lee Byung-hun kết thúc một cách không êm đẹp. Có thông tin nói rằng chính mỹ nhân họ Song là người chủ động đá nam tài tử đình đám. Trên mạng cũng lan truyền nhiều tin đồn xung quanh nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ. Gây chấn động nhất là tin đồn Song Hye-kyo chia tay bạn trai do nam tài tử mắc chứng nhiễm sét. Trong bối cảnh Lee Byung-hun đang thuận lợi phát triển tại thị trường Hollywood, nam ngôi sao đã bị một người phụ nữ ngoài ngành giải trí tố cáo vì tội lừa tình. Theo lời Kwon Mi-yeon, cô là người yêu cũ và từng được Lee Byung-hun hứa hẹn chuyện kết hôn. Tin tưởng tuyệt đối nam tài tử, người phụ nữ này sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp tại nước ngoài để trở về Hàn sống cùng Lee Byung-hun. Theo thời gian, cô đã bị nam ngôi sao hắt hủi và xem như người xa lạ. Trước sóng gió dư luận, Lee Byung-hun đã phủ nhận chuyện lừa tình Kwon Mi-yeon và chỉ thừa nhận là có quan hệ tình cảm với người phụ nữ này. Vụ kiện khép lại sau khi Kwon Mi-yeon rút đơn. Vấn đề tiếp tục đeo bám nam tài tử, lần này dường như nghiêm trọng hơn bởi vụ lùm xùm này xảy ra trong bối cảnh Lee Byung-hun đã lập gia đình. Chỉ khoảng một năm sau ngày tổ chức hôn lễ với mỹ nhân Vương Sa Bang Lee Min-jung, Lee Byung-hun đã vướng scandal quan hệ ngoài luồng với hai nghệ sĩ trẻ. Hai nữ nghệ sĩ trong lùm xùm ngoại tình của Lee Byung-hun gồm Jae-hee Glam và người mẫu Lee Ji-yeon đã tống tiền nam tài tử bằng chính clip do họ tự quay được trong lần uống rượu cùng anh. Thậm chí, Lee Byung-hun còn bị tố là đã buông những lời lẽ tán tỉnh mang tính nhạy cảm với hai người đẹp. Cuộc hôn nhân giữa Lee Byung-hun, Lee Min-jung tưởng chừng rơi vào ngõ cụt sau khi mỹ nhân Vương Sao Băng tức giận bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Lee Byung-hun đã phải rất vất vả mới có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Về phần Jae-hee và Lee Ji-yeon, cả hai nghệ sĩ đã đón nhận sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Giờ đây, Lee Byung-hun đã trở thành người đàn ông được hàng triệu nam giới ngưỡng mộ. Không chỉ giàu có, quyền lực, nam tài tử còn tìm được chân ái của đời mình. Tính tới thời điểm hiện tại, Lee Byung-hun nắm trong tay khối bất động sản có giá trị khoảng 900 tỷ đồng, gồm căn hộ rộng 450m² nơi anh đang sống cùng vợ, căn hộ gần Universal Studios tại Los Angeles và ba tòa nhà có giá trị khủng khác. Ngoài ra, Lee Byung-hun còn được biết tới là người sáng lập BS Entertainment, công ty quản lý hàng loạt các sao Hạng A như Han Ga-in, Han Hyo-joo, Han Ji-min, Kim Go-yoon, v.v. Được biết, nam diễn viên đã bán công ty cho KKM, thu về số tiền khổng lồ. Lee Byung-hun đã trải qua nhiều cuộc tình, nhưng Lee Min-jung mới là cô gái được nam tài tử trân trọng nhất. Họ yêu nhau từ rất lâu, cùng dõi theo đối phương trong nhiều năm trời trước khi quyết định về chung một nhà. Lee Byung-hun kiên nhẫn chờ đợi người phụ nữ mình yêu, gặt hái được thành công trước khi công khai chuyện hẹn hò, sẵn sàng làm đủ mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ. Dường như, Lee Byung-hun, Lee Min-jung sinh ra là để dành cho nhau.
Cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2007 qua sự giới thiệu của những người quen. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và yêu nhau bí mật. Khi đó, Lee Byung-hun đã là nghệ sĩ nổi tiếng toàn châu Á, còn Lee Min-jung chỉ mới là diễn viên tân binh. Cặp đôi đường ai nấy đi sau một thời gian ngắn yêu nhau. Lee Byung-hun chia sẻ rằng vì không muốn mình trở thành vật cản đối với Lee Min-jung trên con đường phát triển sự nghiệp nên đã quyết định chia tay cô. Dường như nhiều năm sau đó, hai người vẫn liên tục dõi theo đối phương, thậm chí có thể còn có lời hẹn ước với nhau. Bằng chứng là khi Lee Min-jung tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí, cặp đôi đã nối lại tình xưa. Năm 2011, Lee Byung-hun, Lee Min-jung gặp lại nhau tại một lễ trao giải. Tại đây, nam tài tử họ Lee đã chủ động tương tác với mỹ nhân Vương Sao Băng. Thời gian sau đó, Lee Byung-hun tới Mỹ quay phim G.I. Joe. Tại Mỹ, nam diễn viên luôn nhớ về Lee Min-jung, thậm chí đã mơ thấy cô trong lúc ngủ. Năm 2012, Lee Byung-hun, Lee Min-jung chính thức công khai hẹn hò. Lúc này, mỹ nhân họ Lee đã tạo dựng được tên tuổi nên không còn điều gì có thể ngăn cản cặp đôi ở bên nhau. Không ít người tưởng rằng cặp đôi hẹn hò chưa được bao lâu, nhưng trên thực tế, Lee Byung-hun, Lee Min-jung đã trải qua một hành trình khá dài trước khi công khai mối quan hệ. Chưa hết, công chúng còn vô cùng bất ngờ khi biết được thông tin mỹ nhân Lee Min-jung là tiểu thư nhà tài phiệt, được sống trong nhung lụa tại một căn biệt thự trị giá 3,8 tỷ won, khoảng 72,2 tỷ đồng. Được biết, ông cô là họa sĩ nổi tiếng Park No-soo, cha là CEO một công ty quảng cáo lớn. Trong khi đó, mẹ của nữ diễn viên lại là một nghệ sĩ piano có tiếng. Năm 2013, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ thế kỷ. Sau bê bối ngoại tình chấn động hồi năm 2014, Lee Byung-hun đã nỗ lực hết sức mình mới có thể bảo vệ được hôn nhân với mỹ nhân Vương Sao Băng. Lee Byung-hun tìm tới tận nhà mẹ đẻ của Lee Min-jung để nói lời xin lỗi, làm rõ những hiểu lầm giữa hai vợ chồng. Không chỉ vậy, nam tài tử nhiều lần công khai gửi lời xin lỗi vợ trước truyền thông và công chúng. Lee Byung-hun còn nhờ pháp luật xử lý tiểu tam. Cảm động trước sự chân thành của nam tài tử, Lee Min-jung đã quyết định tha thứ cho anh. Lee Byung-hun đã thay đổi khá nhiều sau bê bối ngoại tình với Dae-hee và Lee Ji-yeon. Công chúng dần thay đổi cách nhìn nhận về cuộc hôn nhân giữa Lee Byung-hun, Lee Min-jung. Nam tài tử họ Lee từng bị chỉ trích thậm tệ, dần trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình trong mắt khán giả. Dù lịch trình vô cùng bận rộn nhưng nam diễn viên vẫn thu xếp những khoảng thời gian quý giá dành cho vợ và con trai. Sau bao sóng gió, tình cảm giữa Lee Byung-hun, Lee Min-jung ngày càng bền chặt. Điều đó được thể hiện rất rõ qua những hình ảnh hạnh phúc của gia đình họ. Nam tài tử thường đưa vợ và con trai đi du lịch, thấu hiểu cho sự vất vả của vợ. Lee Byung-hun nhiều lần tự tay chăm sóc con trai thay bà xã, khiến nhiều người ngưỡng mộ.